Điện thoại để đầu giường thì có sao không nhỉ? Và trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng giải đáp cái thắc mắc này nhé. Rất là nhiều người chúng ta khi mà đi ngủ thì chúng ta hay có cái thói quen đó là sẽ mang theo cái điện thoại và để ở trên đầu giường đúng không ạ? Bởi vì nó sẽ giúp cho chúng ta báo thức này, giúp nhận được những cái thông báo quan trọng và cũng có thể giúp chúng ta soi đèn pin nếu như mà bị mất điện. Nhưng mà khi mà chúng ta để cái điện thoại ở trên đầu giường như thế thì cái điện từ trường do cái điện thoại nó tạo ra nó có thể gây ra cái tình trạng ung thư cho cơ thể con người chúng ta, rồi nó sẽ gia tăng nguy cơ mà mắc các cái khối u não và nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái khả năng sinh sản ở nam giới nữa. Nếu như mà bạn dùng điện thoại trước khi đi ngủ thì chính cái ánh sáng xanh từ điện thoại nó sẽ ảnh hưởng tới khả năng mà đi vào giấc ngủ của bạn và nó cũng sẽ gây lên cái sự chậm trễ trong nhịp sinh học và nó cũng khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi vào sáng hôm sau. Cho nên hãy tạo cho mình một cái thói quen khi mà đi ngủ thì để điện thoại càng xa đầu giường càng tốt.